cho nên hơi buồn nha các bạn. Hôm nay bên Huyền nắng quá đẹp luôn, cho nên là Huyền với anh Hùng mua bơ ngơ nè, chạy ra bãi biển ngồi nha các bạn, ngắm cảnh. Để mình lao. Nắng đẹp lắm cả nhà ơi. Thì Huyền xuống cái chỗ Nisran mà Huyền cũng thường quay cho các bạn coi đó. Sẵn hôm nay tụi Huyền thức sớm xong rồi đi xuống đó chơi luôn, ngồi coi ngắm cảnh phơi nắng. Hôm nay bên Huyền vẫn còn lễ ha, lễ đến thứ hai luôn phải không anh? Mà ở nhà không có làm gì cho nên là Huyền với anh Hùng sẽ ra tiệm bán các bạn. Đúng. Mà Huyền với anh Hùng nghĩ chắc cũng vắng, tại vì người ta nghỉ, người ta nghỉ dính liền nên người ta dẫn gia đình ta đi du lịch đó các bạn. Còn nếu mà ra vắng quá thì Huyền với anh Hùng sẽ làm chút xíu đồ xong rồi có gì mình về nhà mình đi chơi. Xong có gì đóng cửa về nhà đi chơi tiếp. Tại Huyền ra ngoài tiệm cũng có làm vài thứ công chuyện vậy đó. Thuê là đã luôn á, mùa hè á. Gán trúng số mua cái anh. Không bao giờ đánh số mà gán trúng số hoài, không biết chừng nào mới trúng. Nghỉ mát nó đâu vé không. Đó, giờ này mày nhóc người hết nên thấy không? Mấy người này chắc đi du lịch quá. Ha, du lịch ở đâu đến hả? Thấy có để một cái bảng bán đó. Khung cảnh này cả nhà. Mùa hè các bạn nào thích đi du lịch thì đến cái chỗ này của Huyền, Huyền thấy nó cũng rất là đẹp luôn nè ha. Hôm bữa bạn anh Hùng hồi năm rồi ha, bạn anh đến đây rồi khoái quá trời luôn phải không? Ông ngồi xuống đấm rồi đấy. Đây nè. Wow, hơi có gió một chút nha. Quay một vòng cho các bạn coi ha. Dạ, rất là đẹp luôn các bạn. Phía này là biển ha, phía bên đây biển rồi còn ở trên đây là nhà nghỉ mát. Đó. Quá trời đẹp luôn. Ở trên đó người ta cũng đang cất nhà hay gì kìa, Hường thấy người ta khiêng á. À. Đang cất sữa đó. Wow. Đang Hường đã là mua burger á, với nước chép đó. Thích không các bạn? Đến Na Uy thì hòa mình với thiên nhiên. Đó. Na Uy cũng tùy theo dùng nha các bạn. Cái dùng là núi không nè. Cái dùng là biển không vậy á. Dạ. Nhưng mà núi hay là biển thì mình thấy cũng đẹp các bạn. Cũng đẹp lắm. Na Uy thì dễ có biển. Dễ lắm. Ở trên miền Bắc á. Sông suối hả? Suối rồi hả? Có suối không ta? Có chứ. Đẹp lắm. Rồi mời các bạn ăn hamburger nữa nha. Món yêu thích của gia đình Huyền. Bây giờ Huyền nói là bây giờ không thích cũng không được các bạn, tại vì đâu có còn gì nữa đâu mà không thích. Nó rủ mình đi sẵn mình ăn luôn. Ăn đi con. Sáng sớm bị la nè. Lì quá nè. Đó hồi nãy Huyền mua mấy cái này nè. Giờ này sáng nhắc lạnh 11 giờ ha, gần 11 giờ. Nhưng mà ở Na Uy có nắng vậy đó. Nhưng mà nó cũng lạnh nha các bạn. Bây giờ khoảng 11 độ 12 độ. Thường muốn ấm là ở bên Na Uy là khoảng 3 4 giờ chiều. Bỗng ra đây ăn nè. Hamburger rồi Alex nè. Alex. Lên bên đây chùm mền nè. Nói cho chùm dữ vậy. Để ra đây nó cũng có nắng nhưng mà hơi có gió chút xíu.
có gió là bị lạnh nè. Thức ăn gì dữ vậy ta? Món hamburger này là món ruột của Alex luôn nè. Cho nên mỗi lần mà ra đường là ảnh rủ đi ăn hamburger là mình phải chở đi. Sẵn đó là mình cũng ăn luôn. Đâu còn cái gì lựa chọn các mày. Lựa chọn gì nữa, ở đây lựa chọn là đói luôn. Bánh mì cũng giống thôi. Bánh mì. Ấm. Ở dưới đây là biển nè các bạn thấy không? À, ở trước mặt mình là nhà máy cái camping á. Thời đó mình có thể ngủ nghỉ ha. Còn trên này là nhà nghỉ mát của những người giàu nè các bạn. Ở đằng trước á, có người đang sửa nè. Đang sửa hay là làm rộng ra đó. Năm nay mấy cái nhà nghỉ mát này bán rất là hot luôn. Vừa mắc mà vừa hot nữa. Nó đang thí dụ như nó đang 5 triệu, 7 triệu. Nó đang 5, 7 triệu đi ha. Ra mua là nó phải đấu giá lên rất là nhiều. Người Huy họ thích nhà nghỉ mát dữ lắm. Nè, nhà nghỉ mát ở đây quá tuyệt vời rồi. Biển nè. Cha lấy gà lăng quá ha, đút ăn rồi nữa. Ở dưới biển sáng sớm mà gia đình cũng đưa con cái ra đi chơi sớm quá hả? Mấy người này chắc đi du lịch nè. Ở trên này nè chắc hả? Ở trên mấy cái đó. Ở đằng trước mình zoom lại cho các bạn coi mấy cái nhà mà mấy cái xe mà nghỉ mát nữa các bạn. Thôi đừng dùng lắm nha, đừng dùng vô rác á. Lát ăn mà vô buổi ngồi ăn kỳ vậy con. Coi kìa trời. Giống như làm bậy quá đấy coi. Coi kìa. Ăn mà ngồi kiểu kỳ quá. Người cá kìa các bạn. Cái này giống con hải cẩu. Ở nhà sáng thì ra quán cà phê. Còn ở đây sáng thì ra ra mấy cục đá ngồi, ra bụi ngồi á. Thiên nhiên ở đằng đó cái nhà thấy còn mới mà sao tháo ra hết à? Chắc nới rộng ra các bạn. Nó làm kính đó em. Em cũng nghĩ vậy á. Nó làm kia kính á. Dạ. Nó làm vậy nó rộng, nó mở rộng ra thì nó đẹp. Dạ. Xích mà. Uh-huh. Làm như vậy nó có xích ở ngoài. Phải làm vậy rồi. Mùa hè Hường thích ra đây lắm các bạn. Đẹp lắm. Khung cảnh rồi đẹp lắm luôn. Mình ngồi đây nó ấm ha Lex. Ấm không? Ấm không? Nói chưa? Nói rồi hả? Chúc là tìm sẽ đẹp chơi ha. Ây da, bây giờ ăn no rồi, ngồi phơi nắng hơn đã rồi. Bây giờ ra tiệm cày một chút, kiếm tiền đi du lịch. Kiếm tiền đi du lịch. Hôm nay cũng còn lễ, em nghĩ chắc hơi vắng á. Vắng là chắc rồi. Thì nếu mà vắng quá thì Huyền với anh Hùng về nhà chơi các bạn. Tại vì còn mình còn công việc ở ngoài chiếc tàu nữa. Phải rửa sạch với lại service thay nhớt thay đồ. Với lại cái mùa này công việc nhiều dữ lắm. Cái tàu không làm cái tuần rồi. Dạ.
Ok. Cảnh đồng quê nè cả nhà. Ôi, đẹp ha. Bát ngát luôn. Mùa này bắt đầu cây nó chuẩn bị nó đâm chồi nè, chuẩn bị ra hoa nữa. Tới tháng 5 tới là Mr. Hùng Alagi với lại phấn hoa nữa. Ừ. Mắt nữa. Ủa, đời trong xanh sướng gì đâu. Cái mùa này nè là bây giờ, hiện tại bây giờ các bạn tới 8-9 giờ tối vẫn còn mặt trời nè. Cho nên là nó cái ngày nó dài lắm, mình làm được nhiều công việc lắm. Mới mua dĩa mới nè, đẹp không cả nhà? Wow, đẹp ha. Bây giờ mình bưng cho khách đây. Đây nè. Dĩa mới. Mấy đứa nhỏ ăn dữ lắm. Ăn 20 feet. Cái này là mấy đứa nhỏ nó ăn gì nè các bạn? Khách á, vô ngồi ăn á. Ê, mấy đứa nhỏ nó ăn ghê vậy ha. Mấy đứa nhỏ nó ăn mạnh lắm. Các bạn có thấy cái mặt trăng không? Ở ngoài nó to dã man luôn. Rồi, mới đi về. Đi về ghé vô siêu thị mua pizza cho Alex ăn ha. Xoài này bao nhiêu trái đi? Xoài trái nó bự rồi. Nó bự hơn cái gan nè. Anh lấy 2 trái chín rồi đó. 2 trái chín rồi. Giờ lựa 2 trái vừa vừa ha. Rồi, có ai đây? Ôi, cái gì vậy? TV nè. Mấy cái trái này như ở Việt Nam mình mắc lắm đúng không? Vậy hả? Trái cái này mình ăn nó bị ngứa cái miệng nha, không hiểu sao nha. Trái gì cũng ngứa. Không có thích ăn. Không thích ăn cho mấy. À, lấy cho mua chai đó uống hè. Mua đi mẹ cho đó. Bữa nay hai mẹ con đi lựa bông hả? Hồi nãy giờ ngồi. Alex hả? Lựa bông luôn. Trời ơi, một xe bông trời ơi. Đây nè, trời ơi. Mánh các, này. Các bạn biết không? Alex nó nói Alex thích màu đỏ. Alex chạy lại ôm cái chậu này nè. Ôi, ôm cái chậu này nè. Màu, giờ, màu đỏ đẹp ha. Bây giờ hỏi các bạn màu nào là đẹp nhất các bạn? Màu này. Đó, mình thích cái cây cái màu vậy nè. Đó ha. Còn em thích màu này hả? Nãy em cũng màu nãy em cũng thích mà, đem qua nha. Ở nãy Huyền lựa nè các bạn. Huyền cũng thích mấy cái hoa cẩm tú cầu lắm ha, tại vì các bạn biết không, cái bông nó to á. Đó. Đây nè, xong rồi tụi Huyền hôm nay đi làm về. Hôm nay làm cũng được các bạn. Khách cũng đông. Xong rồi ghé vô siêu thị Alex đòi ăn pizza. Tụi Huyền thấy hoa này đẹp quá mua luôn. Tối ăn pizza cho Alex hả? Cái này là Alex lựa này nha cả nhà. Hai chai đến đây đi con. Alex nè, quay coi con. Rồi, chào Alex nè, chào cô chú coi. Tạm biệt chứ. Tạm biệt chứ. Chưa tạm biệt. Ảnh thấy tối á, ảnh mới ngủ giấc nè các bạn, coi cái mặt nè. Ngủ nè. Dạ. Hay lỡ mà sợ lết. Hay lỡ. Sao? Em sợ lết thằng lỡ một mình đó. Lết làm ông kệ ghê quá mà. Anh là lết địch đó. Cho thế. Hai cha con thấy pizza là hai con mắt sáng rực. Đây nè anh. Cái này ngon nhất. À, có pizza giảm giá là ngon nhất. Đây nè. Đây nè. Đó. 31 đồng hả? Dạ. Ristorante hả? Dạ. Cái loại này nè. Thích cái đó không? Cái đó cay không vậy? Coi nè. Cái kia thịt đồ ngon hơn á. Thôi vậy lấy cái kia đi, lấy cái kia đi. Ừ, cho. Ừ. Hả? Ừ, cái mua. Con định mua này hả? Ừ. Cái đó bánh mì ăn nhiều khi hơi khô. Cái đó này nó ăn không hết, mai dở đi. Chọn cái này phải không? Cái này bự lắm đó nha. Cái này nó dày á, nó dày. Một ký. Một ký luôn á.
Nếu em không hết mai dở cho Alex đi học, ok? Will you let? Như nào? Ok, để mua cái này đi. Tối cho nó ăn rồi em không hết rồi mai dở đi học ha. Cái mặt thấy kiết. Ok. Rồi, bữa nay vô đây mua vô đây ha. Trời. Mua đồ ngày mai cho Alex đi học quá các bạn. Nãy nhà mình còn nhiều lắm con, mua nhiều quá dục không à. Cái gì nữa? Cặp trách ớn gì? Sữa hả? Ok. Let's go. Wow. Hôm nay nhà Huyền rực rỡ không các bạn? Nắng á các bạn, nắng á. Cái bắt đầu mấy cái đèn năng lượng mặt trời của Huyền nè, nó sáng trưng luôn á. Nè, chỗ nào cũng sáng, phía trước nó sáng nguyên một hàng luôn á, anh Hùng anh Kim á. Sao cái này nó không có sạc pin thôi mà. Cái nào? Trụ đèn đó. Đây nè, ở đây nó cũng cái đèn năng lượng mà nó sáng dễ sợ các bạn. Ban đêm thì cũng hơi lạnh ha. Alex kìa. Đó cả nhà ơi. Bên Huyền bây giờ đi làm về 9 giờ tối rồi, trời vẫn còn sáng ha. Đây nè, Huyền có mấy cái cây đèn nhìn giống pháo bông không các bạn? Hôm bữa Huyền mua 5 cây mà sao bị hư hết mấy cây và tuyết xuống. Dạ, để ngoài này đi. Dạ. Trồng ở đây đúng không? Ờ, sáng em trồng. Sáng mai lắm, Huyền mua một đống luôn. Dạ. À, sáng hồi nãy đồng. Huyền mua 5 cây các bạn, tại thấy nó cũng đang rẻ các bạn. Có 60 đồng một cây à. Sáng nó đi học rồi. Hôm nay ngày mai Alex có giờ bác sĩ nữa kìa. Ba đặt giờ cho con rồi. Cái tay nó than đau các bạn, tội nghiệp lắm. Nó nói tê cái tay quá. Tụi Huyền không biết là có phải nó chèn dây thần kinh nó hay không á nha. Kinh là vậy. Mấy cái gân ở trong đó đó con. Ảnh nói ảnh đau, ảnh tê quá. À, Huyền với anh Hùng hết hồn phải đặt giờ cho ảnh liền á. Mai sáng sớm có. Wow, pizza mới ra lò nha các bạn. Thôi giờ mới làm ha. Ở đây làm hay không? Y chang làm cái nhà vậy đó. Ngon lắm các bạn. Nếu mình thích á, mình bỏ đồ thêm. Mà cái này hình như ba nướng nó hơi quá hay gì vậy? Không, nó thích ăn giòn vậy đó. Nếu mình thích mình bỏ đồ thêm vậy đó. Cho nên tiện lắm. Hôm bữa mua cái pizza, hôm bữa mới về anh Hùng mua cái pizza 200 mấy hả? Dở hơn cái này. Ồ, nhìn thì nó ngon mà ăn thì nó khô giống như bánh mì chứ không phải pizza các bạn. Ăn không có một miếng út nào hết trơn, không có miếng phô mai nào hết á. Còn cái này thì cái loại thịt bằm á, Alex nó thích nè. Cái này đâu ha? Cái này mình mua cái bịch thịt viên á. Thịt viên cái mình bỏ vô ngon. Nó nhà thường ăn phải có cái đây ha. Tiện. Cái này đi ha. Cắt đại đi, làm 3 làm 4. Ha, cái này còn có phô mai anh hả? Có út á, còn cái hôm bữa mua sao mà nó không có út gì hết á. Khô. Wow, nó giòn đụng luôn hết chưa? Ok.